thì răng của chị là bị ố vàng và bị sâu 4 cây răng giữa đó em. Chị tìm đến nha khoa Phước Trung á, bác sĩ đã tư vấn cho chị á, làm lại 4 cây răng sứ toàn sứ và cắm một chỗ em len. Nhổ thì bác sĩ Trung tiêm thuốc tê cho chị cũng không có đau, cho nên chị rất là ấn tượng tốt đẹp về nha khoa Phước Trung. Sau khi điều trị xong á, thì chị rất là tin tưởng và rất là tín nhiệm nha khoa Phước Trung. Chị đã chọn nha khoa Phước Trung á, là nơi để mà gia đình chị đến để mà chăm sóc răng miệng và làm đẹp cho nụ cười của mình. Chị đến nha khoa Phước Trung á, chị rất là hài lòng về trang thiết bị thì hiện đại, cơ sở vật chất thì khang trang và bác sĩ thì chuyên nghiệp, và các em phụ tá và các em nhân viên á, thì tư vấn tận tình và thân thiện đó em. Để mô tả về nha khoa Phước Trung thì chị dành tặng cho nha khoa Phước Trung ba từ là rất là tuyệt vời.